Rồi, cho thầy được xin phép gửi lời chào đến toàn thể các bạn học trò đã dành thời gian theo dõi buổi livestream trưa ngày hôm nay của kênh Tuổi Học Trò. Trong thời gian vừa qua thì thầy đã giải được tổng cộng là 20 đề thi tuyển sinh vào 10 của 20 tỉnh thành khác nhau. Qua quá trình ôn luyện 20 đề thi tuyển sinh vào 10 á, thì các bạn học trò cũng đã trao đổi, cũng đã nhắn tin và cũng đã yêu cầu rất là nhiều. Có bạn thì mong muốn được thầy giải đề tỉnh thành này, có bạn thì được mong muốn là thầy giải đề tỉnh thành khác. Thì đến thời điểm hiện tại á, thì cái lượng khán giả bị yêu cầu nhiều nhất đó là mong muốn được thầy giải cái câu hình thôi. Vì cái phần để số á, thì hầu như các bạn học trò chúng ta đều có khả năng làm được. Còn cái phần hình học á, là cái phần mà các bạn học trò đang gặp khó khăn nhất. Nên là từ bắt đầu livestream trưa ngày hôm nay thì thầy sẽ trích những cái câu hỏi hình học nằm trong đề thi tuyển sinh 9/10 ra để gửi đến cho các bạn học trò. Nên là trong thời gian sắp tới, nếu như các bạn học trò quan tâm đến lượng kiến thức bên thầy chia sẻ thì chúng ta sẽ được học liên quan đến chủ đề hình học. Rồi, bây giờ thì xin phép được mời các bạn học trò chúng ta cùng đi vào câu đầu tiên nhất nằm trong cái nội dung mà ngày hôm nay thầy gửi đến cho các bạn học trò. Đây, câu đầu tiên các bạn học trò đang nhìn thấy, đây là một câu hỏi nằm trong đề thi tuyển sinh 9/10 của một tỉnh thành. Tỉnh thành nào thì các bạn học trò nhìn vô chắc chúng ta cũng đã biết tỉnh thành đó là tỉnh thành gì rồi, đúng không nào? Rồi, đợi thầy một tí thì zoom cái màn ảnh. Rồi, bây giờ thì câu hỏi người ta cho như sau. Người ta cho một cái tam giác nhọn có 3 đường cao AE, BF và CN cách nhau tại H. Rồi, khi nhắc đến 3 đường cao mà cách nhau tại một điểm thì chúng ta biết được giao điểm của 3 đường cao đó là trực tâm. Câu này gồm có tổng cộng 3 ý. Đầu tiên là chứng minh tứ giác nội tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành vẽ hình trước. Chúng ta sẽ đi từ từ để cho các bạn học trò quen ha. Đầu tiên là cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Ở đây người ta không có nói đó là tam giác có nội tiếp đường tròn tam O. Vậy là chúng ta sẽ vẽ một cái tam giác nhọn thôi. Chúng ta khỏi cần phải vẽ đường tròn tam O các bạn mến nha. Rồi, vẽ tam giác nhọn ra. Và ở đây người ta cũng không có yêu cầu là cạnh nào dài hơn cạnh nào cả, nên chúng ta cứ vẽ thoải mái. Rồi, đầu tiên đây là A nè, đây là B nè, đây là C nè. Rồi các bạn học trò lưu ý nè, đường cao AE, đường cao AE. Rồi mình đặt cái thước, mình vẽ đường cao AE ra một đường, ký hiệu vô đây góc vuông, đây là E. Tiếp theo đường cao BF, đường cao BF. Rồi, đây là đường cao BF. Rồi, ký hiệu góc vuông vào. Và giao điểm nè. Bây giờ hai đường cao nó cách nhau tại một điểm rồi. Thì cái đường cao thứ ba đó, các bạn bắt buộc phải vẽ đi qua điểm này. Bởi vì nhiều khi chúng ta vẽ hình nó bị trệt các bạn. Vẽ hình nó không có ngay vuông á. Nên các bạn học trò lưu ý là cái đường cao thứ ba chắc chắn sẽ đi qua cái điểm này. Nên là chúng ta vẽ theo luôn nha. Rồi, đây là đường cao CN. Giao điểm có 3 đường cao, người ta đặt tên đó là H. Rồi xong cái hình. Đầu tiên vẽ hình xong rồi đã. Các bạn bình luận giúp thầy thế kia là tới đây xong chưa? Ổn chưa? Chúng ta cùng làm với thầy nha. Bởi vì hình học các bạn mến, hình học thì đôi lúc các bạn cần phải làm với thầy chúng ta mới hiểu được. Còn không làm cùng với thầy là nhiều khi chúng ta sẽ gặp khó khăn á. Giờ nhiều khi chúng ta hiểu, nhưng điều chúng ta không làm lại là chúng ta sẽ bị quên. Rồi, được khen, được khen. Vô. Đầu tiên thì người ta kêu mình chứng minh tứ giác CEHF nội tiếp. CEHF. Đầu tiên các bạn nhìn trực diện vào cái tứ giác đó trước. Chúng ta có thể sử dụng chiếc dạo quang để đồ lên cái tứ giác mà chúng ta đang cần nhìn. Đây, CE nè, HF nè. Đầu tiên nhìn vào tứ giác này thì mình thấy được điều gì? Một là tứ giác này có góc E vuông, hai là tứ giác này có góc F vuông, và hai góc vuông mỗi góc bằng 90 độ. Chúng nằm ở vị trí đối diện nhau. Vậy là tổng của chúng bằng 180. Vậy là ở đây cái câu A này nè, mình dễ dàng chứng minh được tứ giác này nội tiếp theo trường hợp là tổng hai góc đối cộng lại với nhau bằng 180. Đây là một trong những ý cơ bản mà hầu như các bạn học trò đều có thể làm được. Có nghĩa là nếu mà chúng ta có yếu hình cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng ráng bơi được tới câu A. Rồi, bây giờ thầy sẽ trình bày câu A ngay chỗ này cho các bạn học trò hình dung nha. Hình A. Đầu tiên thầy xét nè, xét tứ giác CEHF. Tại sao thầy cần phải ghi cái dòng này? Giống như là các bạn hiểu như thế này nè, trong cái hình này nó có rất là nhiều tứ giác. Và mình đang nói đến vấn đề của ai thì mình ghi vấn đề ra, cũng giống như là trong lớp chúng ta học gì đấy. Trong lớp chúng ta có rất là nhiều bạn, ví dụ như các bạn đang nói đến vấn đề của bạn Trọng thì bạn nói Trọng ơi, lại tao nói mày nghe này nè. Nó có nghĩa là mình sẽ kêu Trọng lại. Cũng giống như là khi mà mình học hình học vậy đó, trong này nó có rất là nhiều tứ giác và mình đang nói đến cái vấn đề của cái tứ giác này thì mình sẽ ghi là xét cái tứ giác này. Rồi đầu tiên mình có là CEH bằng 90 độ. Nguyên nhân ở đây, một là các bạn có thể ghi là AE là đường cao, hoặc là các bạn có thể nguyên nhân là giả thiết cũng được. Được chưa? Một là chúng ta có thể ghi là AE là đường cao cũng được, hoặc là chúng ta ghi là giả thiết cũng được, vì đề bài nó cho như vậy. Tiếp theo nữa, CFH cũng bằng 90 độ. Nguyên nhân, một là chúng ta ghi BF là đường cao, hoặc là chúng ta cũng có thể ghi là chữ giả thiết luôn cũng được. Rồi, từ đây mình suy ra được CEH cộng CFH bằng 180. Đó, có nghĩa là mình đang chứng minh tổng hai góc đối bằng 180, nên là phải có cái dòng tổng này. Được chưa? Các bạn hiểu nè, mình đang chứng minh một cái tứ giác nội tiếp theo trường hợp là tổng hai góc đối cộng lại bằng 180. Và mình ghi cái dòng này, tức là mình nói là hai cái góc đối này nè cộng lại bằng 180. Rồi, được chưa? Rồi, từ đây mình suy ra được tứ giác CEHF nội tiếp đường tròn. Các bạn làm tới đây là xong rồi. Nhưng nếu như các bạn học trò cảm thấy chưa an tâm thì chúng ta có thể ghi cái nguyên nhân dẫn đến tứ giác nội tiếp vô đây, đó là tổng hai góc đối bằng 180 độ. Cũng giống như là chúng ta chứng minh hai tam giác đồng dạng, hoặc là chứng minh hai tam giác bằng nhau, cuối cùng chúng ta sẽ ghi tam giác đó bằng nhau theo trường hợp gì, hoặc đồng dạng theo trường hợp gì, thì chúng ta sẽ ghi cái dòng đó ra. Thì đây cũng tương tự như vậy thôi. Rồi, câu A này thầy nghĩ đến mức độ này thì các bạn học trò không có vấn đề gì cần phải hỏi. Được chưa? Bình luận là một cái kìa. Bạn nào đang yếu hình, đang sợ hình thì đây là một cơ hội để cho các bạn học trò lấy được, tệ lắm cũng phải được câu A, câu B, câu bài hình. Các bạn thân mến nha, cố lên nha, dễ hiểu lắm mà. Rồi, cảm ơn em. Rồi, tiếp tục nè, câu tiếp theo nha. Câu tiếp theo, nhớ nha, ở đây các bạn có thể ghi là do AE là đường cao, ở đây các bạn có thể ghi là nguyên nhân là BF là đường cao cũng được, hoặc là các bạn ghi giả thiết giống như thầy cũng được, không sao cả. Nên là các bạn đừng có lăn tăn vấn đề là phải ghi như thế nào, được chưa? Rồi, kẻ EF cắt đường tròn đường kính BC tại M. Rồi, đường tròn đường kính BC. Rồi, các bạn nghe kỹ này nha. Nghe kỹ, thầy sẽ giải thích từ từ cho các bạn học trò dễ hình cho nó quen. Đường kính BC, vậy cái đường tròn nó nằm ở đâu? Đường tròn nó nằm ở trung điểm của BC, tâm của nó đó nằm ở trung điểm BC. Đường kính thì tâm của đường tròn sẽ nằm ở trung điểm đường kính nha. Rồi, đây là 54, chia ra được 27. Rồi, đây là đường kính BC. Rồi, chấm tâm đây ha. Rồi, đặt cây thước lên vẽ. Các bạn lưu ý nè, trong quá trình mình vẽ mình để ý ha, BC là đường kính, vậy cái đường tròn đó chắc chắn phải đi qua N và đi qua F, bởi vì cái góc này vuông, được chưa? Góc vuông này nè, đỉnh N nè, đỉnh F nè, chắc chắn nó sẽ nằm trên đường tròn mà mình đang vẽ. Nên là các bạn vẽ cái cam ba đó, các bạn đặt, các bạn cũng canh ăn gian một tí nha. Thì cái rồi các bạn đo bên này đo bên kia thì nó đều không? Bên này nó trớt quất theo, bên này nó đều, còn bên này trớt quất, chúng ta bóp nhỏ lại một tí. Có thể là do cái tâm chúng ta xác định nó không có trúng đó các bạn. Rồi tương đối nè. Rồi. Cái này cũng tương đối nè. Rồi bắt đầu vẽ ha. Rồi qua rồi. Rồi vô. Sukana vậy. Rồi. Vậy là chúng ta vừa vẽ được một cái đường tròn, đường kính BC, được chưa? Vừa vẽ xong được cái đường tròn đó rồi. Tiếp tục nữa, họ nói gì nè? EF cắt đường tròn này tại M, rồi đặt cái thước EF nè. Cắt đường tròn tại M nè. M nằm đây. Cố lên nha, còn có tầm cỡ là 2 tháng nữa là chúng ta sẽ đi thi rồi. Nay tháng 5, cuối tháng 5. Đúng rồi, tầm cỡ 2 tháng nữa là chúng ta đi thi rồi, nên chúng ta cố gắng các bạn thân mến nha. Rồi, đây là M. Rồi. Nhớ là họ nói là đường tròn đường kính BC. Vậy là ở đây chúng ta hiểu nè. Đường tròn đường kính BC thì mình biết được BC nằm trên đường tròn, BC thì nằm trên đường tròn. Còn NF nó có nằm trên đường tròn hay không thì chắc chắn là có. Nhưng điều mình phải chứng minh thì nó mới nằm trên nha. Mình hiểu nè, nghe kỹ nè, nghe kỹ nè. NF nó sẽ nằm trên đường tròn đường kính BC, nhưng cái đề bài chưa có cho. Và khi mình muốn lấy dữ kiện đó thì mình cần phải chứng minh nó nằm trên. Có nghĩa là cái gì đã có cho thì chúng ta được quyền sử dụng, còn chưa cho là chúng ta phải chứng minh nha. Nhớ lưu ý nha, N và F muốn lấy dữ kiện nằm trên đường tròn này thì cần phải chứng minh nó thuộc. Chắc chắn nó thuộc rồi, nhưng mà chúng ta chỉ cần ghi vài dòng là xong. Rồi, tiếp tục ha. Chứng minh BM bằng BN. BM bằng BN. Rồi, chúng ta suy nghĩ coi. Làm sao để chứng minh được hai này bằng nhau? BM bằng BN. Ngẫm một tí, suy nghĩ một tí thì cây ra như thế nào? Hai dây bằng nhau. Đúng nè, BM và BN là hai dây của đường tròn. Đúng chưa? Hai dây của một đường tròn. Và nó bằng nhau khi nào? Đây, nếu như bây giờ mình chứng minh được góc F này nè. Góc F này nè. Bằng góc C nè. Các bạn nhìn kỹ này ha, nhìn kỹ ngay chỗ này. BN là dây BN. Dây BN chắn cung BN. Cái góc này là góc nội tiếp nè. Chắn cung BN là thấy không? Chắn cung BN. Tiếp tục F này nè, cũng là góc nội tiếp, chắn cung BM. Góc F và góc C này bằng nhau do tứ giác này nội tiếp. Cái tứ giác này nội tiếp thì ở đây có nghĩa là có một cái đường tròn nó đi qua bốn đỉnh của tứ giác này. Mà tại mình không thèm vẽ thôi, do nhu cầu mình không cần vẽ thôi, các bạn học trò hiểu không? Nè, F nè và C nè, nó cùng chắn cung HE. Mình tưởng tượng là có một cái đường tròn đi qua cái tứ giác này mà do mình không có nhu cầu vẽ tới nó. Thì ở đây là F và C nó cùng chắn cung HE nên hai góc này bằng nhau. Còn xét về phương diện đường tròn ha, xét về phương diện đường tròn đường kính BC á, xét về phương diện đường tròn đường kính BC á thì F nó đang chắn cung BM, còn C thì đang chắn cung BN nên hai cái cung này bằng nhau. Hai cung này bằng nhau nên hai dây bằng nhau. Chúng ta đi theo lộ trình như vậy. Chúng ta hiểu không? Được không? Được không? Bình luận lại coi. Có số bạn học rất là giỏi, mong muốn thầy được giảng nhanh, nhưng xin lỗi các bạn học trò nha, thầy đang hướng dẫn cho những bạn nào yếu yếu thôi. Còn mình nhà mình học giỏi rồi thôi, mình nhường các bạn học trò khác. Được không? Được không? Được ha. Rồi bây giờ thầy cho chúng ta cùng làm nè. Sau khi hiểu vấn đề rồi, chúng ta nhớ nè, một là tứ giác là nội tiếp, ghi vô nè, câu B nè ha, B. Tứ giác CEHF nội tiếp, CEHF nội tiếp nên thầy suy ra được cái góc F này, thầy tạm thời đặt tên nó là F1 đi ha, F1 đi, F1 nè, đó F1. Đây là C1 nè. Đi thi chúng ta cũng được quyền ký hiệu F1 C1 giống mình, giống thầy luôn. Chứ không cần nhất thiết là phải ghi 3 chữ cái nha. Rồi, chúng ta có góc F1 bằng góc C1. Nguyên nhân là cùng trắng cung HE. Đó, cùng trắng HE. Được chưa? Rồi dòng này nhìn kỹ lại cây, phải không? Nè, nhìn trực diện vô cái tứ giác nội tiếp mà thầy tô màu vàng thôi. F1 nè, nó trắng HE nè. C1 nè, nó cũng trắng HE nè. Nên hai này bằng nhau cho cùng trắng cung HE. Rồi, bây giờ xét về cái đường tròn đường kính BC. Ha, xét về phương diện đường tròn đường kính BC á, thì cái thằng F và thằng N này nè, thằng F này nè, mình cần phải chứng minh anh F và anh N này nằm trên đường tròn. Ha, mình cần phải chứng minh nó nằm trên đường tròn đó cái nào. Rồi, xét đường tròn đường kính BC, được chưa? BC thì mình có BNC bằng 90 độ, BFC cũng bằng 90 độ. Suy ra được anh NF thuộc đường tròn đường kính BC, được chưa? Nó rất là đơn giản, chứng minh hai điểm cùng thuộc đường tròn rất là đơn giản. Đường tròn đường kính BC, góc này 90, 90 thì cái điểm này sẽ nằm trên đường tròn. Góc này cũng bằng 90, 90 thì cái điểm này sẽ nằm trên đường tròn. Rồi, từ đây mình sẽ suy ra được nè, cái góc F1 nè, nó bằng với góc C1 nè. Nên mình suy ra được nè, cái số đo của cái cung BN nè, bằng cái số đo của cung BM nè. Suy ra tiếp nè là BN nè bằng BM nè. Rồi, chúng ta cùng xem lại cây thì cây hiểu không cái đã. Có nghĩa là như thế này. Có nghĩa là như thế này nè ha. F1 xét về đường tròn đường kính BC thì F1 nè, nó đang chắn cung BM, đúng chưa? F1 đang chắn cung BM. Còn C1 đang chắn cung BN. Số đi nói lại ha. F1 đang chắn cung BM, C1 thì đang chắn cung BN. Nên hai góc này bằng nhau thì hai cái cung sẽ bằng nhau. Được chưa? Hai góc bằng nhau thì hai cung bằng nhau. Hai cung bằng nhau thì hai dây bằng nhau. Được chưa? Rồi, thử coi là chỗ này các bạn học trò có thắc mắc vấn đề gì nữa không? Hỏi, thầy giải thích. Thà chậm mà chắc chứ không cần phải nhanh. Quan trọng là chúng ta học tới đâu, chúng ta hiểu tới đó. Rồi, cảm ơn các bạn học trò rất là nhiều nha. Một buổi livestream trưa như thế này được rất là nhiều bạn theo dõi. Đó là một niềm khích lệ to lớn dành cho kênh của thầy. Rồi, tiếp theo nữa, ý C. Vô ý C nè. Rồi, dòm, ý C nha, ý C. AH và BC, AH và BC, AH bằng BC, ở đây là một cái ý, người ta nói là họ cho AH bằng BC, nhưng trong hình thầy vẽ thì AH và BC rõ ràng nó không bằng nhau. Bây giờ chúng ta tưởng tượng nha, chúng ta tưởng tượng một điều là AH bằng với BC, được chưa? Nhớ nha. Mình tưởng tượng là AH sẽ bằng với BC, được chưa? Tưởng tượng trong đầu là AH sẽ bằng với BC. Rồi, tiếp theo. Tính số đo góc A của tam giác BAC. Rồi, tính số đo góc A của tam giác BAC. Góc A là góc này, nguyên góc này nè. Họ hỏi bằng bao nhiêu? Rồi, suy nghĩ tới cây. Thì cây nó bằng bao nhiêu? Mò một tí. Thầy cũng giống như các bạn học trò thôi, cũng cần phải suy nghĩ. Nếu như AH mà bằng với BC, bây giờ họ kêu mình tính góc A. Góc A. Tính cái góc này bằng bao nhiêu độ? AH bằng với BC và họ kêu mình tính góc A. Mình liên hệ tới cây. Nó có một cái mối liên hệ gì với nhau hay không mà tại sao họ kêu mình tính như vậy? Đầu tiên chúng ta cũng phải đâm chiêu một tí nha. Không có cái gì là gọi là dễ dàng cả các bạn thân mến nha. Để càng về câu cuối thì chắc chắn nó phải có một cái gì đó phức tạp. Suy nghĩ thiết kế ai tìm ra được manh mối gì không? Ai tìm ra được thì bình luận à, ai tìm ra được thì bình luận. À, ra rồi đúng không nè. Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe lại một lần nữa nè. Nhìn vô đây thì AH nó chỉ có một khúc vậy thôi. Nếu như mà rủi lắm thì AH nó là cạnh quyền, đúng chưa nè. AH đó là cạnh quyền của tam giác bên đây hoặc tam giác bên đây. Còn BC thì nó là cạnh quyền của tam giác vuông tại N hoặc là tam giác vuông tại F, đúng chưa. Nhìn kỹ lại một lần nữa sẽ thấy nè. Vậy ở đây chúng ta đã có được hai tam giác đồng dạng rồi đó. Hoặc là chính xác luôn là chúng ta sẽ có hai tam giác gì? Chúng ta sẽ có hai tam giác bằng nhau luôn thì đúng hơn ha, hai tam giác bằng nhau luôn thì đúng hơn. Nhìn kỹ là có phải không? Thầy ghi cho chúng ta thấy nè. Ví dụ như bây giờ thầy lấy cái tam giác này FAH. Rồi nhìn này ha. Xét tam giác câu C nha. Xét tam giác FAH. Thứ hai là tam giác gì? FAH và tam giác gì? FBC. Rồi FBC và tam giác FBC. Rồi các bạn nhìn kỹ coi. Tam giác FAH và tam giác FBC nó như thế nào với nhau? Trước hết nhớ lưu ý là AH bằng BC nha. Ghi cái dòng này ra trước. AH bằng BC. Cái này là giả thiết đề bài cho. Mình nhìn vô hình thì thấy nó không bằng, nhưng mà tại người ta cho bằng, được chưa. Rồi nhìn kỹ coi. FAH và FBC. Nhìn một tí là ra. Đầu tiên hai tam giác này là hai tam giác vuông, đúng chưa. Hai tam giác này là hai tam giác vuông. Ghi góc vuông ra cái đã. Góc AFH bằng với góc BFC bằng 90 độ vuông, đúng chưa. Tiếp theo nữa, các bạn nhìn vô đây nè. Góc A nè, góc A nhỏ vào đây nè, góc A nè nha, góc A nè. Nó bằng góc B nè, các bạn thấy không? Góc A1 nè. Nó bằng góc B1 nè. Thầy ghi nè, A1 nè bằng B1 nè. Đố các bạn học trò tại sao bằng. Nhìn kỹ kìa. Thầy nói bằng là nó có một nguyên nhân. Nhìn thấy cái ra không? Tại sao bằng? Do nó cùng phụ góc C này nè mấy đứa thân mến, cùng phụ góc C nè. Có nghĩa nè, A1 nè, A1 là chỉ có phần bên đây thôi nha, A1 là khúc bên đây thôi nha, khúc bên đây nè, khúc này là A1 này nha, chứ không phải là hết nguyên góc A này nha. Rồi, A1 cộng nguyên góc C này bằng 90 độ, thấy không? Nè. Tam giác vuông tại E thấy không? A1 cộng nguyên góc C này bằng 90. B1 che lại nè, B1 cộng nguyên góc C này cũng bằng 90. Vậy từ đây mình suy ra được là A1 cộng C1 do cùng cộng góc C bằng 90. Vậy có nghĩa là gì? Cùng phụ nguyên nhân là cùng phụ góc ACB. Cùng phụ là gì? Là có nghĩa là góc này cộng góc này cũng bằng 90. Góc này cộng góc này cũng bằng 90. Hai góc cộng lại với nhau bằng 90 độ. Người ta gọi là hai góc phụ nhau. Hiểu chưa? Hai góc cộng lại với nhau bằng 90 độ. Người ta gọi là hai góc phụ nhau. Hai góc cộng lại với nhau bằng 180, người ta gọi là hai góc bù nhau. Nhớ hiểu rõ thế nào là phụ, thế nào là bù nha. Rồi, vậy là từ đây mình suy ra được hai tam giác này bằng nhau. Suy ra tam giác FAH bằng với tam giác FBC theo trường hợp gì vậy? Quan trọng là cái chỗ đó đó. Bây giờ thầy chứng minh nó bằng này nè. Nhưng điều sau khi làm xong rồi các bạn học trò thấy được nó bằng nhau theo trường hợp gì? Găng à. Góc cạnh góc, không phải. Không phải góc cạnh góc. Nhiều bạn quá, nhiều bạn chưa nhìn ra vấn đề đó. Bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Cái dữ kiện này nè là thể hiện nó là vuông. Hai cạnh này bằng nhau nè là cạnh huyền nè. Hai góc này bằng nhau nè là góc nhọn nè. Được chưa? Chỉ có một vài bạn trong 300 bạn đang xem live là nhìn thấy được vấn đề là nó bằng nhau thì trường hợp cạnh huyền góc nhọn thôi. Còn những bạn còn lại là hơi bị rụng nụ ha. Rồi, vậy là khi hai tam giác bằng nhau thì thầy suy ra được nè. FB sẽ bằng với FA, cặp cạnh tương ứng bằng nhau. FB bằng FA. Khi FB bằng FA thì suy ra được tam giác FAB là tam giác gì mấy đứa thân mến? Nếu bây giờ nhìn kỹ FB bằng FA thì FAB là tam giác gì? Rẽn kìa. Nhìn kỹ một tí, nói hết kìa, đừng có chừa, nói đừng có chừa. Nói hết luôn. FB mà bằng FA thì đây là tam giác gì? Chưa đủ, các bạn nói chưa đủ, chưa có đã, chưa có thỏa chí của thầy. Vuông cân tại F. Vuông cân tại F. Đúng chưa? Vuông cân tại F. Khi vuông cân thì đố các bạn học trò góc đáy bằng nhiêu độ à? Suy ra góc CAB bằng nhiêu độ hay là BAC đó? BAC bằng nhiêu? Vuông cân nè, vuông cân nè. Thì góc này là nhiêu độ? Nhìn kỹ. Có số bạn bình luận là 60 hay là 30 gì đó. Nhìn cho kỹ. Nó có lý do. Trước khi mình trả lời thì mình phải có lý do. Này vuông. Vuông là 90. Còn lại là 90. Đem chia làm 2. Vậy mỗi bên là nhiêu? Nhiêu các bạn? 45 độ. Đúng 45 độ. Nhớ vuông cân thì đỉnh vuông cân là 90, còn hai góc ở đáy mỗi góc là 45 độ, được chưa? 45 độ. Rồi. Vậy là xong một câu. Bây giờ nhìn lại một lần nữa, cho các bạn học trò nhìn lại cái đề một lần nữa nè. Nghe kỹ nè, mình học tới đâu mình hiểu tới đó. Chứ không cần phải là học một lèo rất là nhiều bài dài 300.000 bài. Rồi cuối cùng không hiểu cái gì hết là cũng như không. Được chưa? Nghe đây. Đầu tiên nè, bạn nào mà yếu hình thì ngồi lại nghe, còn bạn nào giỏi hình thì có thể muốn làm gì làm. Rồi nghe này nha. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. 3 góc nhọn là chúng ta không được vẽ thành tam giác vuông, tam giác cân, tam giác đều. Nhớ nha. Rồi, ở đây người ta không có cho là tam giác đó là cạnh nào dài hơn cạnh nào, nên các bạn cứ ký hiệu thoải mái ABC, ký hiệu thoải mái ha. Đường cao BE, AE, BFCN cắt nhau tại H. Đường cao á, 3 cái đường cao mà cắt nhau tại một điểm á, thì điểm đó được gọi là trực tâm. Được chưa? Nhớ ghi chú vô, nếu như không biết. Giao điểm của 3 đường cao được gọi là trực tâm. Và nhớ lưu ý là vẽ 3 đường cao mà nó không cắt nhau tại một điểm là vẽ sai. Bắt buộc phải đi qua một điểm. Nhớ nha, bắt buộc phải đi qua một điểm. Còn nếu mà vẽ mà khác điểm là sai. Rồi, đầu tiên đó là về cái khâu vẽ hình. Dành cho bạn nào yếu á thì chúng ta nốt lại. Rồi tiếp theo nữa, chứng minh tứ giác nội tiếp á, thì hiện tại có rất nhiều cách chứng minh tứ giác nội tiếp ha, trong sách giáo khoa cũng có để. Các bạn có thể lật sách giáo khoa ra để đọc luôn cũng được. Thầy nhớ là trang 103. Đây, mục 15 nè. Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp nè. Thứ nhất là tổng hai góc đối bằng 180 nè. Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh nè, bằng góc trong tại đỉnh đối của đỉnh đó nè. Rồi tứ giác có 4 đỉnh cách đều một điểm nè. Tứ giác có 2 đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa 2 đỉnh còn lại dưới một góc alpha nè. Đọc cái này mà không hiểu nữa thì lật lại đúng cái bài đó, nó lật lại đúng cái bài của nó rồi nhìn cái hình. Chứ đừng có đọc không hiểu rồi như không là cũng như không nha. Nó đọc lại cái bài đó rồi lật lại cái hình, tìm kiếm cái hình nó. À đây nè, tổng hai góc đối nè. Rồi tìm kiếm thêm những cái khác nữa để chúng ta nhìn vô hoặc là lên trên mạng tìm kiếm thêm. Được rồi. Bây giờ gần tới thi cử rồi mà không làm được câu chuyện đó là quá tệ. Đâu tờ giấy tôi có bao nhiêu vậy? Đây. Rồi, ý tiếp theo. Đường kính BC, FE cắt đường tròn đường kính BC. Vậy đường kính BC là gì? Vậy làm thế nào để vẽ được đường kính BC? Trong quá trình vẽ mình lưu ý, đường kính BC thì có nghĩa là tâm của nó là trung điểm BC. Xác định trung điểm BC vô. Được chưa? Xác định trung điểm BC vô. Rồi, vẽ một đường tròn với tâm là trung điểm của BC. Vẽ ra. Trong quá trình mình vẽ, mình lưu ý, để ý nó là nè, đi qua B, đi qua C thì chắc chắn rồi. Đi qua B và đi qua C là câu chuyện chắc chắn, bởi vì đường kính mà. Đường kính mà không nằm trên đường tròn là cong cốc. Nhưng điều mình phải để ý nè, những cái góc nào mà vuông á, nè, anh nào vuông nè, anh nào BC vuông nè, cái điểm anh nào phải nằm trên đường tròn. Cái góc F vuông nè, FBC cũng vuông nè, rồi góc F này phải nằm trên đường tròn. Nhưng mình biết là nó nằm trên đường tròn, nhưng mình không được sử dụng dữ kiện đó. Muốn được sử dụng dữ kiện đó mình phải chứng minh. Đây, chứng minh bằng cách này. Đây, xét đường tròn đường kính BC, BNC bằng 90, BFC bằng 90, suy ra được NF thuộc đường tròn đường kính BC. Nó chỉ cần nói như vậy là xong. Nói như vậy là chắc chắn là nó sẽ nằm trên đường tròn. Còn nếu mà chúng ta không nói cái ý này nè, mà chúng ta bay vô, chúng ta hiểu rằng nó sẽ nằm trên đường tròn là người ta không chấm điểm mình nha. Bởi vì người ta mục đích, người ta cho như vậy để mình phải có một cái dòng này. Còn nếu mà mình không có cái dòng này mà mình tự lấy cái dự kiện đó mình làm luôn là người ta không chấm điểm. Ha, người ta nói thằng này trang gian, không được. Nên lưu ý những vấn đề này. Rồi tiếp theo nữa. Còn cái vấn đề câu C này là thiên về kỹ năng rồi. Và nhớ nha, học tới đây rồi nhớ rồi. Tam giác vuông cân. Tam giác vuông cân thì cái góc đáy bằng 45 độ. Lưu ý chỗ đó giúp thầy. Được ha, được ha. Rồi, xong. Buổi livestream ngày hôm nay ngắn gọn xúc tích, đúng một bài hình thôi. Rồi, video này cũng sẽ được thầy đăng lại. Rồi bây giờ dành thời gian một tí để ngồi trò chuyện tư vấn với các bạn học trò. Thế là các bạn học trò ngoài vấn đề ôn tập tuyển sinh trong thời gian vừa qua, các bạn có những vấn đề gì cần hỏi, chúng ta hỏi. Nhớ nha, ai muốn tìm hiểu lại câu hình này thì tối ngày hôm nay xem lại trên kênh YouTube Tuổi Học Trò. Ngày mai sẽ có câu hình khác nữa. Mỗi ngày một câu hình.